Kỳ Lân xin kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay Kỳ Lân xin phép được giới thiệu một chiếc túi, một mẫu túi Kylan của Kỳ Lân Luxury với thiết kế dạng sách đứng như thế này. Và mẫu túi này thì có rất nhiều option. Bây giờ Kỳ Lân sẽ giới thiệu chi tiết về mẫu túi, sau đó Kỳ Lân sẽ giới thiệu đến những option mà mẫu túi này đang có để phục vụ với tất cả quý khách. Đầu tiên là dạng đứng sách. Với kích thước chiều cao là 23,9, với chiều rộng là 13,8, với độ dày bên hông là 12,8. Nói chung là Kỳ Lân là đơn vị chuyên handmade túi theo yêu cầu, và đặc biệt là phong cách tiêu chí là sản phẩm big box, cá nhân hóa từng sản phẩm theo từng vị khách hàng, từ kiểu dáng đến công năng sử dụng và kích thước luôn. Nên quý khách yên tâm sẽ chọn cho mình những sản phẩm hài lòng nhất nhé. Chiếc túi này có một dây kéo chính ở giữa phần bụng này, kéo từ trên xuống dưới, nhưng mà không phải để dây kéo đâu, mà khi kéo mình sẽ để nằm như thế này. Khi mà để nằm như thế này, mình sẽ thấy họa tiết logo vương miện rất là sang, rất đẹp. Logo vương miện thì quý khách biết rồi, là thể hiện sự sang trọng, cao quý, sự dẫn đầu trong những cuộc chơi, sự tôn vinh. Nên là logo vương miện phù hợp hầu hết cho tất cả chúng ta. Ai cũng có ý chí và ai cũng muốn mình là người dẫn đầu, ai cũng muốn mình là sang trọng hết, đúng không ạ? Cho nên là cái logo vương miện này sẽ phù hợp hết hầu hết cho tất cả chúng ta. Logo rất sang mà, dạ, hai bên luôn. Phần này thì logo nhỏ hơn do có dây kéo ở đây. Ngăn dây kéo này là ngăn phụ, mình để những cái vật dụng, thẻ ATM, những cái vật giấy tờ, những cái nhỏ nhỏ ở đây nè. Bởi vì những cái chỗ này là mình đựng để mình lấy và dùng thường xuyên, khỏi phải mở bên trong. Chắc chắn bên trong cũng sẽ có ngăn phụ để những cái thẻ, những giấy tờ bên trong nữa nè. Nhưng mà mình sẽ để những vật dụng mà mình ít dùng hơn hoặc là cần bảo mật hơn thì nằm bên trong này. Rồi, điểm nhấn đặc biệt là ngay cái tay cầm này, khi mình cầm như thế này rất là sang luôn. Nhưng mà đặc biệt, trong đặc biệt đó chính là logo này được chế tác hoàn toàn từ vàng nguyên khối AU750. Logo này là của Kỳ Lân chế tác luôn, vàng nguyên khối AU750. Đặc biệt, trong đặc biệt và trong đặc biệt nữa là trong cái logo vương miện này sẽ có 3 viên kim cương hoặc xoàn thiên nhiên vuông nữa, giá trị và đẳng cấp sang trọng thượng lưu. Và mẫu túi này thì sẽ có những option là size nhỏ, size trung và size to nhất, size đại. Thì đây là size trung. Và những option màu khác nhau, hiện tại là đây là màu đen, màu nâu, rất nhiều màu. Nói chung là các hãng thuộc da có những loại da màu nào thì Kỳ Lân sẽ có những màu đó. Và những loại da này, cho dù là da Togo, da B, Togo, da Epsom, da Switch, hoặc là da cá sấu, cá alligator, bất kỳ những cái da này và kể cả phụ kiện như kéo này, Kỳ Lân đều nhập tại công ty, những công ty hàng đầu trên thế giới, hàng đầu bậc nhất trên thế giới luôn, chuyên thuộc da và chuyên cung cấp phụ kiện cho hầu hết tất cả các nhãn hàng, các thương hiệu nổi tiếng nhất về thời trang xa xỉ như là của Gucci, LV, Hermès, vân vân. Thì Kỳ Lân chọn và sử dụng cho mình, không chỉ là bên ngoài, không chỉ là phần da bên ngoài mà kể cả phần da bên trong, Kỳ Lân cũng chọn da. Thường là những cái hãng khác họ sẽ chọn những phần da bên trong này, da switch này để làm da mặt chính, nhưng mà Kỳ Lân chọn da switch này từ nhà máy Hết bên Pháp để làm mặt phụ bên trong luôn. Có nghĩa là từ trong ra ngoài tất cả đều là phụ kiện nguyên liệu cao cấp và được nhập tại các công ty hàng đầu trên thế giới và cung cấp da và phụ kiện cho các nhãn hàng thời trang lớn nhất trên thế giới hiện nay. Hiện tại thì phiên bản là phiên bản full da Togo mix với cá sấu, và phiên bản full Togo không cũng có, phiên bản full da cá cũng có, hoặc là mix giữa các loại da với nhau cũng có, tùy vào sở thích và ý muốn yêu cầu của quý khách thôi. Kỳ Lân sẽ thực hiện mà, bởi vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên chế tác đồ cao cấp luxury theo tiêu chí luxury của Kỳ Lân. Và những gì tinh tế nhất, đơn giản, tỉ mỉ, tinh tế và hoàn thiện nhất, bởi vì hầu hết tất cả các hãng lớn trên thế giới, từ thời trang đến trang sức đến đồng hồ, những sản phẩm chính hãng họ sẽ chọn cho mình là sự tỉ mỉ, tinh tế và độ hoàn thiện tuyệt vời. Nên là những sản phẩm nhái họ sẽ không tập trung vào đủ độ hoàn thiện, bởi vì giá trị thấp so với hãng, nên là giá trị hãng luôn luôn là những cái tiêu chí đó. Hết hầu như tất cả các hãng đều vậy, sự tỉ mỉ và hoàn thiện tinh tế vô cùng, đó là đặc điểm mà để chúng ta nhận biết và nhận định được sản phẩm chính hãng với những sản phẩm bình thường bên ngoài. Đây là kích thước size nhỏ nhất, mix giữa da switch với lại da cá. Đây là phiên bản cũng nhỏ nhất nhưng mà full da Togo, mềm mịn và rời rất sướng, màu nâu, mix với da cá, full da Togo phần dưới, mix với da cá phần quai. Còn đây là phiên bản size nhỏ nhưng mà full da Epsom, kiểu dáng khác một tí do yêu cầu theo vị khách hàng đặc biệt đặt. Và đây là size đại to nhất,
to, ú, dễ thương, để được rất nhiều đồ. Bọn này đi đánh gốt thì tuyệt vời bởi vì để được rất nhiều đồ bên trong. Da Togo màu nâu, mít với da cá màu nâu. Tay cầm thì mít giữa da sweet và da cá. Mẫu này thì hai bên cũng có họa tiết logo vương miện. Và đây, chính là mẫu trung, mẫu chạy nhất, mẫu phù hợp hầu hết với tất cả mọi người. Nhỏ con, vừa vừa dùng được, trung trung dùng chuẩn, và to to dùng cũng rất đẹp. Mẫu này là mẫu xây trung. Vâng, và Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên về handmade đồ da cao cấp, cao cấp, cao cấp theo yêu cầu, và đặc biệt là cá nhân hóa từng sản phẩm cho từng vị khách hàng, đúng phong cách bebop, cá nhân hóa sản phẩm theo yêu cầu của từng vị khách hàng. Và video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury, và kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury trong những dòng sản phẩm đẳng cấp sang trọng thanh lưu sắp tới nhé. Kỳ Lân Luxury chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân, hotline 0901 247 247.